Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách để chúng ta có thể làm một cái quả cầu sứa nhìn đẹp và hấp dẫn trong Illustrator các bạn nhé. Đầu tiên là các bạn hãy chọn cho mình cái công cụ là Line Segment Tool này. Sau đó là cho mình cái màu của Stroke là một cái màu trắng. Giữ Shift, chúng ta sẽ vẽ một cái đường thẳng hàng nhé. Tiếp đến là các bạn hãy vào phần Effect Distort and Transform, vào cái phần Transform giúp mình. Ở đây về cái phần Vertical thì các bạn hãy cho mình là 99%. Các bạn cứ điền thông số và mình sẽ giải thích nhá. Cái góc quay là khoảng 11 độ này, tâm để ở giữa, Preview lên. Sau đó là cái phần Copy thì các bạn hãy để cho mình thông số là 250. Các bạn sẽ nhìn thấy là kết quả của chúng ta nhận được là như vậy. Mình sẽ giải thích với các bạn một chút xíu này. Với cái thông số là 99%, có nghĩa là nó sẽ copy sang cái vị trí là quay vòng, là cái vòng tròn đầu tiên là 100% này. Sau đấy là vòng tròn thứ hai nó sẽ là 99%. Hết trong một cái vòng tròn thứ hai thì vòng tròn thứ ba nó sẽ là 99% của vòng tròn thứ hai, và định tiến đến cái tâm của nó sẽ là cái cuối cùng. Copy có nghĩa là 250 là tổng số cái phần số đường line được copy. 250 nó sẽ chia đều ra cho các cái vòng tròn, vì các bạn sẽ tính được nó là khoảng bao nhiêu vòng nhá. Ví dụ như ở đây là 11 độ đúng không, thì 360 sẽ chia cho 11 độ được bao nhiêu, thì các bạn sẽ lấy 250 chia cho cái kết quả trước đó, thì các bạn sẽ ra là cái số cái vòng tròn mà từ đường biên bên ngoài vào trong cái tâm của nó. Rồi sau đó các bạn ấn OK. Tiếp đến là các bạn hãy vào Object này, Expand là ra. Mình sẽ không để nó thành một cái đường line vẫn giữ nguyên hiệu ứng, mà mình sẽ phải expand nó ra để thành những cái đường line rời rạc thì chúng ta mới có thể sử dụng được cái hiệu ứng này nha các bạn nhé. Rồi đến là cái bước quan trọng, các bạn hãy chọn cho mình vào cái công cụ là Brush Tool này. Ở đây là các bạn hãy ấn lệch tâm giúp mình. Thông thường là các bạn sẽ để vào giữa đúng không, nhưng mà ở đây do là mình muốn là tạo cái phần cong của quả cầu á, mình sẽ để lên trên này một chút này, các bạn nhìn thấy trên nào. Tiếp tục mình sẽ ấn lần thứ hai thì cái đường bên trong của nó, cái đường các cái đường line bên trong nó sẽ loãng hơn. Bạn có thể Ctrl Z thì chúng ta sẽ thay đổi cái đường cong của nó đều được hết nhé các bạn nhé. Rồi đến đây thì các bạn hãy chọn cái quả cầu này, vào cho mình cái phần Chalk. Ở đây thì các bạn hãy chọn cho mình cái điểm đầu và điểm cuối của cái đường line, nó sẽ là cái phần vòng tròn Around 21 này. Tiếp đến cái phần còn lại thì các bạn cũng chọn tiếp tục nhé. Cái này thì với cái độ dày hiện tại của nó đang là không cố định, có nghĩa là có cái to, có cái nhỏ. Sau khi mình đã bóp méo đối tượng thì các bạn cứ để nguyên nhé, các bạn đừng thay đổi đồng đều nhau thì nhìn nó rất là xấu. Và cái cách làm này thì nó cũng là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ ghép cái quả cầu này vào màu nền khác nhau này, vào những cái phối cảnh khác nhau để các bạn sẽ nhìn thấy cái hiệu quả của nó nhé. Và nội dung của mình cũng chỉ đơn thuần là như vậy thôi. Nếu như bạn nào yêu thích nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Các bạn hãy nhớ ủng hộ cả kênh Olim Design giúp mình nha. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Tạm biệt.